Dự đoán kết quả vòng 5 ngoại hạng Anh, Man City đã bại Arsenal, Manchester United duy trì mạch thắng. Theo dự đoán của chuyên gia bóng đá hàng đầu nước Anh, trận Super Sunday cuối tuần này sẽ chứng kiến Man City đánh bại Arsenal, trong khi nửa đỏ thành Manchester là Manchester United tiếp tục duy trì đà hưng phấn bằng chiến thắng trước Crystal Palace. Man City được dự đoán sẽ đánh bại Arsenal. Vòng 5 ngoại hạng Anh chứng kiến trận đấu sớm nhất diễn ra ở thành London, khi hai gã hàng xóm thiếu ổn định từ đầu mùa là West Ham và Chelsea chạm trán nhau. Sau khi bị cầm hòa ở trận Derby London với Fulham cuối tuần trước và trước đó là trận thua nhà đương kim vô địch Man City, các cầu thủ West Ham đang rất muốn trở lại mặt trận chiến thắng. Tuy nhiên, thử thách lớn dành cho West Ham khi họ phải chạm trán Chelsea, đội đang có mạch 3 trận liên tiếp bất bại tại ngoại hạng Anh từ sau thất bại trước Man City ở vòng mở màn. Theo dự đoán của chuyên gia Sutton, lợi thế sân nhà có thể sẽ giúp West Ham giữ lại được điểm số. Đây là một trận đấu rất khó để dự đoán vì West Ham chơi không tốt và tôi cũng không tin tưởng Chelsea. Họ đã rất may mắn khi đánh bại Bournemouth cuối tuần trước. Tôi thực sự không biết trận đấu này sẽ diễn ra thế nào. Vì vậy tôi cho rằng điều hợp lý nhất đối với tôi là một trận hòa. Ngày thứ bảy cũng sẽ chứng kiến Liverpool ra sân khi được chơi trên sân nhà để tiếp đón Bournemouth. Sau thất bại cay đắng trước Nottingham cuối tuần trước, đoàn quân huấn luyện viên Arne Slot đã nhanh chóng trở lại bằng việc đánh bại AC Milan ở vòng phân hạng Champions League. Thắng lợi này sẽ là cú hích giúp The Kop trở lại và theo dự đoán của chuyên gia Sutton, Liverpool sẽ có chiến thắng. Liverpool sẽ bùng nổ trở lại bằng một chiến thắng. Tottenham sau trận thua đáng tiếc trước Arsenal ở Derby Bắc London tiếp tục được chơi trên sân nhà để tiếp đón một đội bóng láng giềng khác là Brentford, đội đã gây rất nhiều khó khăn cho đương kim vô địch Man City cuối tuần trước. Theo đánh giá của chuyên gia bóng đá hàng đầu nước Anh, lợi thế sân bãi có thể sẽ mang tính quyết định giúp Spurs có chiến thắng. Trận đấu diễn ra muộn nhất ngày thứ Bảy cũng tại thành London, khi Man United làm khách tới sân Selhurst Park của Crystal Palace, đội chưa có chiến thắng nào từ đầu mùa giải, 2 thua, 2 hòa. Với đà hưng phấn sau 2 chiến thắng liên tiếp kể từ sau đợt tập trung đội tuyến quốc gia, đặc biệt là màn hủy diệt Barnsley 7-0 ở cúp Liên đoàn Anh hồi giữa tuần, Manchester United nhận được đánh giá cao của chuyên gia Sutton, người dự đoán họ sẽ ca khúc khải hoàn. Ban đầu tôi nghiêng về khả năng trận đấu này sẽ kết thúc với tỷ số hòa. Nhưng về sau tôi sẽ chọn Man United giành chiến thắng. Tôi vẫn chưa chắc chắn về Ten Hag, nhưng tôi chỉ có cảm giác rằng họ có thể đang đi đúng hướng. Và quan trọng hơn là việc Palace vẫn chưa bắt đầu với mùa giải mới, Sutton chia sẻ. Trận cầu tâm điểm của vòng 5 diễn ra muộn nhất vào ngày Chủ nhật giữa hai đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng và cũng chia sẻ hai vị trí dẫn đầu ở hai mùa giải gần đây. Man City tiếp đón Arsenal tại Etihad. Màn đại chiến này có thể sẽ vắng nhiều ngôi sao hàng đầu như Kevin De Bruyne hay Martin Odegaard, nhưng vẫn còn rất nhiều những cái tên sẵn sàng tỏa sáng. Sau khi cùng hòa thất vọng trước những đội bóng Italia, Man City 0-0 Inter Milan, Arsenal 0-0 Atalanta, hai đội bước vào trận đấu này với quyết tâm giành chiến thắng để nuôi mộng vô địch. Man City có lợi thế sân nhà, có thể sống tốt mà không có De Bruyne, trong khi tầm ảnh hưởng của Odegaard là quá lớn và điều đó khiến Arsenal gặp khó khăn. Theo dự đoán của chuyên gia Sutton, nhà đương kim vô địch sẽ có chiến thắng để duy trì mạch trận toàn thắng từ đầu mùa tại ngoại hạng Anh của mình.